Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn trở lại với kênh Quân Mobile Mobile Việt nhá. Thì trong video này mình sẽ tiếp tục chơi vị tướng Ngộ Không, Tế Thiên Đại Thánh với cái bộ trang phục là Hỏa Nhãn Kim Tinh. Thì nếu mà đầu game mà anh em mà cứ bị tình trạng mà team bạn ép như thế này, toàn hai người xuống ép Ngộ Không thế này, thì anh em ôm farm nhá. Đánh Ngộ Không mà lúc đầu anh em không lên hổ báo, các bạn đánh Ngộ Không mà lúc đầu các bạn hổ báo thì chắc chắn là các bạn phế luôn ý. Ở lúc đầu các bạn nên tập trung farm chút xíu, ít ra phải có level 4 thì các bạn mới đánh nhau được đấy. Ở phía trên đánh nhau rất là căng, mình sẽ tranh thủ đẩy cái trụ ra thôi. Rồi anh Điền Mai Đốc thủ rồi, ok. Và trong clip này mình sẽ tiếp tục trình bày anh em cái trang bị và ngọc vị tướng Ngộ Không để các bạn chơi Ngộ Không thật mạnh hơn rất nhiều, ok. Căng thật, toàn đánh nhau mà không có mình. Mình ghét nhất là đánh nhau mà không dù mình đấy, ok. Xuống phía dưới giao tranh thì Ngộ Không góp vui mà nói chung là không được góp vui anh em ạ, khá là buồn. Thôi lại về farm. Công cuộc ôm farm của mình nó chắc là còn dài anh em ơi. Anh em xuống đánh nhau ở phía dưới một chút xíu để mình có cơ hội xem nào. Trời ơi, Seniel bó tay bạn, bạn chiêu cuối mình làm cái gì đây? Xuống dưới farm mà đồng đội phía trên là ăn rồng mà. Trời ơi, cái này là sai rồi, sai quá sai. Cái này là sai quá sai anh em ơi. Nhưng mình nói chung là chỉ trơ mắt đứng nhìn thôi chứ cũng chẳng giúp được gì anh em ơi. Mình không có chiêu còn là cơ động một phát bay lên trên được. Quá khó, quá căng. Ok, nhưng mà đây là cơ hội cho mình nha, các bạn nhìn thấy cơ hội chưa? Đó, Nagrod ít máu nha. Và con bùa xanh đang ở kia, mình sẽ tàng hình ở đây. Đấy, các bạn tinh ý một chút là các bạn sẽ có mạng thôi. Ok. Đấy. Thơm. Có luôn con bùa đỏ anh em ơi. Ở trong pha này anh em không nên dại dột mà ra ăn bùa xanh thì chắc chắn các bạn sẽ bị Malok bắt và chết luôn. Với cả con voi như này. Đầu trận toàn hai người xuống thì lên mình thôi, hết sức nguy hiểm, mình phải chơi chiến thuật là ôm trụ thần trưởng đấy. Ok, bây giờ đồng đội mình mới di chuyển xuống. Quá hay. Ở trang bị trong Ngộ Không thì mình để bên dưới nhá. Trang bị kiểu này thì anh em sẽ còn là sống sót dễ hơn rất nhiều. Ok, có một pha lao cực kỳ chuẩn xác, thế là Malok lên bảng đánh số thôi. Oma mình đã hết mana thế này. Để có chiêu là chúng ta tiếp tục đánh nha. Nhưng mình đã 5 người đây mà sao phải xoắn nha. Rồi sao phải xoắn nha. Đấy, có mạng thôi. xuống ganh Ngộ Không, nên Ngộ Không thì có mạng luôn anh em ơi. Chứ các bạn thấy mà các bạn ganh lên mid rồi ganh lên top, chẳng được cái nên nào mà mất cả hai trụ để kia. Chúng đánh cùng Ngộ Không là khỉ mặt chó không? Khỉ Hỏa Nhãn Kim Tinh này thì hên hơn rất là nhiều. Ở đây là trang bị theo kiểu mà team bạn mà đội hình châu bò nhá. Thì anh em lên kiểu trang bị thế này. Còn bằng ngọc thì anh em phải ép ngọc như sau, thì như trận này thì mình như này. Đấy, ok. Đó, một mạng của Lacrosse tiếp rồi. Hình như trận này là mình dùng bằng ngọc của bạn Khang là nỗi rồi. mình đánh Ngộ Không thì mình vẫn phải có ngọc hút máu cơ. Thôi, hút rồi. Pha đấy mình phải bả con xe nhưng mà mình tiếc quá. Ngộ Không phải có ngọc hút máu anh em ạ. Anh em ép ngọc đỏ thì vẫn là như cũ nha. 0.7% tỷ lệ chí mạng và 3.6% sát thương chí mạng. Ngọc tím thì không nên ép full 10 viên. 0.5% tỷ lệ chí mạng và 60 máu ra đâu. Các bạn nên ép thêm 5 viên hút máu của 1.6% nha. Đấy. Nhưng trận đấu này thì như là chưa chỉnh ngọc. Ok. Hình như Khang thích đánh kiểu là full sát thương luôn, không có hút máu hồi máu gì cả. Ok. Và các bạn nếu mà lỡ lên như thế rồi vẫn đánh được nhá. Thì trong trận đấu này mình đánh full ngọc như thế. Và ngọc lục thì chắc chắn là công một lý và xuyên giáp rồi. Công một lý 0.9 xuyên giáp 6.4. Ok, thanh niên Nagrod sợ Ngộ Không rồi anh em ơi. Đấy, ai mà bị kiểu bị tiêu diệt 2-3 lần ý, thì chắc chắn là nhát như vị tướng đó. Thế kiểu mình bắt Nagrod 2 phát rồi. Nagrod nhìn thấy mình hơi nhát rồi. Bởi vì nếu mà chí mạng 2 phát chắc lên bản đánh số rồi. Ok, nuôi các bạn ơi.
Đợi mình, bắt xạ thủ nha. Bắt xạ thủ này nè. Xạ thủ này. Ôi thôi, trời ơi. Thôi. Tôi đâu hết rồi. Ngu người. Một pha lao lên rất là dũng mãnh của Ngộ Không, nhưng mà anh em phía dưới bị voi, đúng là voi team bạn quay, đúng là một mình con voi team bạn quẩy cả team mình. Chán thật. Bởi vì A Thò lao lên rồi sau bạn ấy phải chạy mất dép và không tham gia được giao tranh cả đấy. Ok, với đội hình team bạn mà thực sự là toàn những tướng trâu bò như Oma, Malok rồi Chocolate. Đấy, thành ra mình sẽ dùng bảng ngọc mà, mình cũng sẽ lên cái thương kiếm Muramasa thật nhanh nhá. Cứ thương xuyên phá thằng này thì có vẻ là không ngon. Ok, các bạn nhìn trận đấu mà lên đồ nhá. Không sao đâu bạn ơi, với một pha giao tranh nỗi mà. Lượng trụ bây giờ là ngang bằng, nhưng mà hai cái máu, hai cái trụ thì mình là bị bào mòn khá nhiều máu đấy. Các bạn đánh ôm farm lúc đầu ấy, farm cả con chim này, farm cả con thổ dân được ấy, thực sự là lên đồ rất là phê luôn. Sướng luôn anh em ạ. Bởi vì bảng ngọc không có hút máu, thành ra mình phải lên cái phức hợp kiếm sớm thôi. Định lên kiếm Muramasa nhưng mà thôi, mình sẽ lên cái phức hợp kiếm sớm hơn. Ok, lại đánh nhau phía trên rồi. Thôi, cái cơ hội này mình không thể hỗ trợ team được, mình sẽ chuyển sang cái chế độ là ăn cái trụ. Cơ hội rất là tốt ăn cái trụ này anh em ơi. Nỡ team mà chết một hai mạng thì có như là gỡ hòa đi. Thò lại bị chửi rồi, các bạn ấy hổ báo quá. Đánh đánh thôi mà anh em, một sao thôi mà các bạn căng thế. Đúng là đánh đơn anh em ạ, không kiểu là phối hợp nhuần nhuyễn như kiểu là đánh team hoặc là đánh đội đánh nhau chung lâu được. Ok, định cướp con rơi của mình à, mơ đi cưng. Đánh Ngộ Không mà gặp đội hình này cũng khó nha anh em ạ. Và mình gọi là trâu bò hết. Rồi, mình đùa thôi. Vào đây. Đông thật, trong vùng cỏ rất là đông. Ôi ôi, xoạc cả đêm. Mình không xoạc cả đêm đâu bạn ơi. Kinh thật, thanh niên xoạc cả đêm. Rồi này, được ngay mà. Chiều cuối này, thôi ok. Té gấp. Rồi. Ăn được Lagrot team bạn, dừng team bạn chết mấy mạng, thành ra là không xanh được. Mà Lagrot không xanh được thì lại bị sổ Ngộ Không đập sấp mặt. Ok. Chủ lực team bạn chỉ có Violet và dừng thôi. Thì đầu trận thì chủ lực là Lagrot. Cuối trận là chủ lực là Violet. Ok. Thì đầu trận thì Lagrot thì mình ăn mấy mạng này thì làm sao chủ lực nữa. Ok các bạn ơi. Kinh công à? Ôi mình ít máu quá, thôi chơi chiến thuật là bay ra bay vào vậy. Lè kỹ năng con kinh công rồi nha. Ok. Rồi. Tao lại chết rồi. Đáng thật ý. Tên này chắc chắn phải lên kiếm Muramasa rồi chứ không thể lường thương xuyên phá này anh em ơi. Lagrot này, chết luôn này. Ôi nhưng mà đông thế, trời ơi. Tưởng có mỗi Lagrot. Trời ơi, Senel lại đến chậm rồi. Phải đến sớm thì mình có cơ hội là mình ăn nốt Violet không. Trời ơi, phê quá. Ở vàng của mình là nhiều nhất bản đồ anh em ạ. Xoạc cả đêm. Tên rất là hay anh em ơi. Thực sự trận đấu này thì vẫn còn rất là căng anh em ơi. Khi mà đường vàng hai bên thì nó ngang nhau ấy. Và tỷ số cũng 13-14.
Đồ cuối thì các bạn nên cái liềm đặt mệnh nhá. Ok. Tăng một cái cơ hội sống sót chứ lên full dam nhiều khi là với đội hình team bạn mà cứng như thế kia, nhiều khi mình bốc hơi rất là nguy hiểm. Mà sốc sát thương một tên đỡ đòn thì không thể chết được. Áp sát Violet cũng hết sức là khó khăn. Bởi Violet là một tướng sát thủ thuộc hàng là cơ động, không dễ bắt lạt như những vị tướng như kiểu Zon này là theo lát. Bắt rất là dễ. Rồi đập luôn, đập luôn. Ôi thôi 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 thôi. Bị ngục. Kinh quá. Rồi, bộc phá chết một bé. Nhưng mà mình bị Oma xoay rất là thốn. Tiếp tục hai mạng. Rồi sai lầm trận đấu này là mình chưa chỉnh bảng ngọc và đánh luôn. Khả năng hút máu quá cùi bắp. Các bạn không nên tham 10 viên trận đấu này thì cầm nick bạn Khang thật sự là chưa chỉnh bảng ngọc cũng không thôi. Cầm nhầm khỉ ăn ớt rồi anh em bạn, khỉ ăn ớt rằng nghĩ bảng ngọc Khang hay đánh. Ok. Đánh xong trận này mình chắc chắn sẽ chỉnh lại một phát chết luôn. Về thôi các bạn ơi. Mình đi hồi máu một tí. Như kiểu ngọc mình hay dùng ý thì hồi mình đầy máu luôn rồi ý. Chứ làm gì có chuyện là hồi ít thế này. Đấy ok. Uno các bạn ơi. Và P. Thôi 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 xong rồi. Đấy, bắt lẻ rồi các bạn ơi. Bắt lạc lót nha. Rồi, ôi trời sao đọc lính. Trời ơi cái tự đánh này của game nó nhiều khi đó lỗi, chắc là lỗi anh em ơi. Rồi, voi này. Về lớp game thì thực sự là ngộ thông rất là cơ động. Với cái chiêu chiêu 1 và chiêu 2, tàng hình và bay nhảy. Tiếp tục thanh niên không bắt Manok, Manok ra trầu. Mình sẽ bắt Valet. À không, có thanh niên này. Rồi, Oma chết lốt và Violet chắc chắn chết lốt. Quá tuyệt vời anh em ơi. Kiếm một cái sao mà căng phết anh em ạ. Đánh ngộ không bây giờ không được hổ báo trước mà chúng ta phải ôm. Ôm mà có đồ rồi bắt đầu mới gọi là chiến đấu cũng phải không được hiểu báo được. Với hình tìm bạn Châu như thế này. Rồi video clip mình đến hết rồi. Xin chào các bạn. Và hẹn các bạn trong những clip tiếp theo nhé. Bye bye. Lionel Messi.